ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và có bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, trước thềm hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những lựa chọn của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược. Trước nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng. Sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội với sự chủ trì của các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, còn tình trạng nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về giám sát, phản biện xã hội trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thậm chí có biểu hiện khoáng trắng hoặc tác động làm hạn chế đến kết quả nội dung giám sát, phản biện xã hội. Diễn đàn Dự báo Kinh tế Việt Nam 2022-2023, kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính do Tạp chí Kinh tế và Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư đã khai mạc sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định, với độ trễ của gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, đặt trong bối cảnh năm 2023 lạm phát của các nền kinh tế là đối tác quan trọng của Việt Nam, dự báo vẫn ở mức cao so với lạm phát mục tiêu, lạm phát của nước ta có thể vượt qua ngưỡng 5% trong năm 2023. Năm 2022, theo chuyên gia này, lạm phát nằm trong khoảng từ 4 đến 4,5%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5, miền Bắc đón đợt mưa dông mới, lượng mưa được dự báo khoảng 150 đến 300mm một đợt, một số nơi mưa trên 400mm. Dự báo các khu vực ngày và đêm ngày 12 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Sáng nay ngày 12 tháng 5, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, diễn ra tại Hà Nội. Khoảng gần 7 giờ, xe thùng đưa 4 bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch kiêm giám đốc công ty VN Pharma. Khoảng 7 giờ 20 phút, nhóm bị cáo còn lại được dẫn giải tới tòa, trong đó có ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 47 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Theo đó, thửa đất này được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp sổ hồng ngày 4 tháng 5 năm 2010 cho công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát. Diện tích thửa đất là 159,3m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc sử dụng của thửa đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hiện trên thửa đất này đang có căn nhà 2 tầng. Lý do hủy sổ hồng theo quyết định 08/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi tài sản là nhà, đất, theo bản án số 158/2020/HSBT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Bản án số 20/2020/HSST ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Sáng ngày 12 tháng 5, chính quyền địa phương và người dân xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vẫn đang vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí cho gia đình có hai người cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm khi đi chăn bò.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 5, hai chị em sinh năm 2009, học sinh lớp 7 và sinh năm 2012, học sinh lớp 4, đều ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, đưa bò đi chăn thả. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, người nhà không thấy hai em về nên đã chia nhau đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương. Khi những người đi tìm đến đoạn suối gần nhà hai em nhỏ, thuộc thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, thì phát hiện cả hai chị em chết đuối dưới suối. Sáng ngày 12 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khám nghiệm hiện trường vụ xe ô tô tông chết người từ mâu thuẫn đánh nhau. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, trước một quán nhậu trên khu vực bờ kè đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, xảy ra sự việc một nhóm người dùng ly, bàn, ném vào một chiếc xe hơi màu trắng. Bị tấn công, người điều khiển chiếc xe ô tô lao lên lề đường, truy đuổi nhóm người trên. Sau đó, chiếc ô tô này tiếp tục được điều khiển lao về phía đám đông, rồi tông trúng một người và làm đổ nhiều chiếc xe máy khác. Người bị chiếc xe ô tô tông trúng sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiếc ô tô sau khi gây ra sự việc đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã xác định được người lái xe ô tô tông chết người là N, sinh năm 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình, hiện đang tạm trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.